theo tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử cái chất âm của dòng SUV SUV Yamaha SVK1000 nhá, cho các khách đến từ Cẩm Giàng Hải Dương. Bác rất chi là đam mê về âm thanh thì bác cũng đã đến bên cửa hàng để lựa chọn được quả SUV này, SUV Yamaha VK1000 đánh rất chi là bạo lực nhá. Tiếng trống của đánh rất hay, và đặc biệt là cái ngoại hình của dòng SUV này thì rất chi là đẹp, màu vàng gold nhá. Với thiết kế của thùng của thằng này thì nó cực dày luôn, dày phải đến 5 phân thùng nha các bác nhá. Nên là đánh đặc biệt là không có tạp âm của thùng. Đây thùng hai lớp luôn nha các bác nhá. Đây, gỗ này. Gỗ cực dày luôn. Mà cực nặng, một quả súp này phải lên đến 40 kg một quả này, cực nặng nhá. Đánh rất đã. Thì những bác khách nào mà cảm nhận thực tế hoặc đã sử dụng những quả súp này rồi thì chắc chắn là cứ phải dùng loại súp này trở lên. Và nói đến Yamaha 1000 này thì nó là một trong những dòng bạo chúa nhất của dòng SUV Yamaha VK800, vẫn chỉ là em thôi, nhưng thiết kế của thằng này thì thùng gỗ ấy, gỗ làm nhá, tiếng trống đánh rất sâu nhá, đánh rất chắc luôn. Các bác mà nghe trên video thì các bác lên cắm tai nghe vào để cảm nhận được cái chất âm của nó. Đấy, đánh rung hết cả kính cửa kính, đánh đã luôn đấy, cực đã luôn. Đây là em đang thử độc mộc luôn, cực chất luôn. Ở đây là bác khách đến từ Cẩm Giàng Hải Dương, cảm ơn bác nhá. Bác đến bên cửa hàng ủng hộ quả súp này rất xa nhá, đường xá thì xa xôi và lại còn đang mưa nhá, như bác đi bằng phương tiện ô tô nên cũng không bị ảnh hưởng gì. Và quả súp này thì cũng là quá tuyệt vời luôn, đẹp đẹp đến vuông thành sắc cạnh, màu thì cũng là không chê vào đâu được, vân gỗ cực nổi luôn. Những bác nào mà sử dụng những kệ gỗ hoặc những bộ bàn ghế gỗ mà kê những quả này vào thì cũng là lại càng đẹp sang trọng quý phái. Và các bác có nhu cầu về những quả súp này thì bên em đang cung cấp có giá là 14.500.000. Thì các bác cứ liên hệ với Thái Trung nhé, qua hai số điện thoại 0963 10138 hoặc 0962 355 349. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn.